Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cách mà phô tài liệu thu nhỏ. Có thể nói là cái tài liệu thu nhỏ là phô, nói chung là chắc nếu mà các bạn không biết canh thì nó phô khó nhất, nó bệnh vậy. Lúc trước thì khi khách hàng tới thì cũng chỉ phô một mặt thôi. Tuy nhiên ví dụ một số khách hàng mà đòi hỏi hai mặt thì chúng ta phải có cách để chúng ta canh cho nó kỹ hơn, và phô sau hai mặt cho nó đều thì chúng ta cắt nó mới được cái tài liệu đẹp, và phải để canh sao cho nó lề lối nó rộng ràng. Thì lề lối nó rộng thì khi đó mình phô nó mới cái tài liệu của khách hàng nó mới chất lượng ha. Rồi, để ấy như vậy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn như sau. Ví dụ đây là cái bộ tài liệu mà khách hàng đưa tới cho mình, họ kêu mình là thu nhỏ lại, thì chúng ta sẽ làm như sau. Với tài liệu thì chúng ta bỏ trên cái nắp ADF ha, chúng ta chạy. Đối với cái màn hình, ví dụ khách hàng kêu mình phô hai bộ ha, thì mình sẽ chọn sau các bạn vào edit edit bitmap nha. Đây, edit bitmap, các chọn vào edit image đây nè, edit image này nha, edit image, các bạn chọn vào do copy ha, tức là do copy là hai nè, các bạn thấy không, ABC trên ABC dưới, và các bạn chọn vào trong cái centering, tức là nó là canh ở giữa, tức đều giữa nha, đều giữa. Bây giờ tài liệu chúng ta hai mặt thì chúng ta cứ bấm bình thường thì nó sẽ ra, các bạn bấm OK, các bạn chọn OK ha. Rồi các bạn chọn full size, các bạn chọn mực, các bạn bấm hai mặt đúng không, hai bộ thì nó nhân đôi lên, thì các bạn chỉ chọn là bên đây là một thôi, không cần chọn nhiều, các bạn bấm enter là nó chạy ra ha. Sau đó các bạn chọn ở chế độ kích thước thu nhỏ, ví dụ khách hàng cần là khoảng 35% thôi, tài liệu thì khoảng 35%, thì các bạn bấm OK. Rồi sau đó chúng ta sẽ bấm start. Đây, bây giờ máy chạy. Và đây là thành phẩm photo tài liệu ha, thu nhỏ lại hai mặt, các bạn xem này nha, mặt trước này, các bạn thấy mặt sau không, các bạn để vừa nắng, các bạn thấy mặt sau nè, mình để vừa nắng cho bạn thấy luôn nè, mặt sau với mặt trước ha, là tương đương với nhau. Các bạn biết sao nó lên lệch chút không, nếu mà nó lệch chút đó là do là cái bảng khi mà người ta in hai mặt á, người ta in không có chuẩn ha, người ta in hai mặt không có chuẩn, nên là khi mà đây các bạn thấy là hai mặt, tức là hai 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 bộ, đây chúng ta nhân đôi lên thì được hai bộ tài liệu và hai mặt đây. Đó là hai bộ hai mặt. Còn đối với khách hàng mà tới thì kêu chúng ta phô ví dụ như nhiều hơn, phô nhiều hơn, ví dụ như phô 3 bộ, 5 bộ, 7 bộ, 9 bộ gì đó, thì chúng ta cũng làm như sao. Trên cái ADS thì các bạn là bỏ với tài liệu rồi đúng không? Bắt đầu chúng ta sẽ chọn như thế này nè. Cũng chọn y vậy. Các bạn vào edit email nha. Các bạn vào chọn vào edit email. Nãy là chọn edit stamp. Giờ chọn vào edit email. Ở đây các bạn không chọn vào cái nút đau copy nữa, mà các bạn chọn vào cái nút email refresh. Email refresh, các bạn bên đây các bạn cũng chọn cái nút centering. Các bạn OK. Cái này thì nó sẽ ra cho trên một tờ A4 nó được 9 bảng. Thì các bạn thường thường 9 bảng thì nằm ở khoảng 33% là nó vừa đủ canh lề để cắt luôn.
Các bạn cũng chọn hai mặt, các bạn chọn độ đậm lợt của mực, các bạn chọn vào lúc phóng to thu nhỏ, thì cái này ở chính thì khoảng 33% là được rồi. Các bạn chọn ok. Bên này nếu các bạn, nếu mà khách hàng chọn 18 bộ thì chúng ta bấm số đây là cái quality, là chúng ta sẽ chọn là 2, thì 9 9 nhân 2 bộ thành 18 ha. Còn nếu mà khách hàng chọn 7 thì mình chạy 9 thôi, rồi cắt ra mà đưa đó thầy. Đúng chưa? Rồi bây giờ chúng ta chạy. Chúng ta sẽ bấm star. Đây, nút star đây. Rồi bây giờ đây chạy đây. Đây, thành phẩm chính. Đây các bạn thấy nè ha. Hai mặt. Đây, hai mặt. Tài liệu hai mặt. Đúng chưa? Lề lối thì cắt thoải mái. Thì chúng ta cứ bấm xong thì chúng ta cắt. Còn nếu mà cái này bị lệch xíu thì các bạn cứ vào ở trong cái thằng margin adjust này nè. Các bạn chỉnh bên lề trái hoặc lề phải, nếu mà lệch lề trái thì bạn chỉnh qua, lề phải chỉnh chỉnh lại, các bạn bấm ok rồi các bạn làm như thế đó thì là xong, chúng ta sẽ cắt bình thường. Hy vọng qua cái video này sẽ giúp cho một số bạn có thể biết được cách photo tài liệu thu nhỏ. Thì tài liệu này nói chung cũng tương đối là bữa nay cũng lâu lâu mới có người tới phô. Tại cái này là chủ yếu tài liệu về về tế nhị nên là cũng ít người phô lắm, khi nào cái người nào cần kìa. Nhưng mà khi mà khách hàng tới thì mình cũng, nếu khách hàng có nhu cầu thì mình cũng làm cho họ. Thường thường thì hầu như những cái này thì mình không có muốn phô hết thầy, tại vì nó cũng những điều tế nhị của mình ha. Và với qua video này mình hy vọng là mình sẽ giúp cho các bạn biết cách phô tài liệu thu nhỏ hai mặt, còn nếu một mặt thì các bạn chọn một mặt thôi ha. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích kênh của mình, hãy nhớ đăng ký kênh của mình và hãy ủng hộ subscribe kênh và hãy bấm like chia sẻ kênh để mọi người cùng theo dõi nhé. Xin chào và hẹn lại tất cả các bạn. Chúc các bạn có một buổi chiều làm việc thật hiệu quả.